Hello, chào tất cả anh em. Thì video trước thì chắc cũng chỉ là sàm sàm thôi anh em, sàm sàm tí cho vui thôi. Còn hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe của tôi. Đây là chiếc xe của tôi nha anh em. Chưa sửa được, hơi dơ. Đầu tiên nhìn vào chiếc xe thì thấy cái gì đập vào mắt? Mày thấy gì đập vào mắt? Diên đông. Đèn. Đèn hả? Rồi. Ta review chiếc đèn trước đi. Đây là chiếc đèn Hela. Hela V6 nha anh em. Đây này, chiếc đèn Hela V6 này. Nó có màu màu đỏ ấy. Nó có một cái màu màu led màu đỏ ấy, rất là đẹp. Mình cho anh em xem này. Nổ máy lên nó mới sáng nha anh em. Đấy. Em thấy màu đỏ không? Đấy. Mở máy lên nó sáng nha anh em. Rất đẹp đấy. Đấy. Đây là chiếc ốc đảo huyền thoại NV nơ với thêm mấy con ốc này cho nó đẹp. Ốc này mới đi mạ vàng hôm qua. 24k nhá, mạ vàng 24k nhá. Anh em thấy đẹp không? Anh em nào có nhu cầu mạ vàng thì cứ liên hệ với mình. Ok. Còn đây là cái pad của cái đèn trợ sáng. Hôm bữa thấy vướng quá nên tháo ra rồi. Đập vào mắt tiếp theo là cặp tay phanh. Tay phanh mẹ dưới đây. CRG. Chả biết CRG gì. Thôi cứ xem là tay phanh CRG đi. Tay phanh CRG nhá. Quay sát cho anh em xem. Nhìn cũng nói chung là cũng khá là đẹp anh em ạ. Mình mua thì có cặp này có hơn 400 ngàn đấy. Cũng rất đẹp. Tuy rằng không được bằng các loại mấy cái loại nổi tiếng như là Rambo rồi, nhưng mà cũng được, nói chung hợp túi tiền. Đây, mắt này thì mình dán cái màu đề can màu xanh ấy, kiểu xanh xanh ấy. Nhìn cho nó hợp cái màu xe anh em. Dàn chân trước thì chân của Uma Racing nha. Cặp phuộc này của Uma Racing nha anh em. Nghe không? Nè. Cặp phuộc Uma Racing nha. Uma Racing nha. Đấy. Còn bánh này, cặp bánh này là mình có sơn lại rồi. Đây là mình tự sơn đấy. Mà sơn màu xanh titan mà nó ra cái màu mẹ gì rồi. Thôi, tạm chấp nhận đi. Vành này là vành gì nhỉ? Vành này vành gì ta? À đây đây. Vành này là vành X1G. Quay sát vào. X1G này. Nó ghi thế mà biết vậy à. Chống đổ trước cũng màu xanh luôn, hợp với chiếc xe. Cặp đầu trăm mấy, 200. Thôi, chiếc đĩa gì đĩa zin thôi. Đĩa này mình chưa có thay à? Đang còn xài tốt rồi, thay làm gì? Tốn tiền. Tiếp theo là con heo. Heo này là hãng Yamaha nha anh em. Đây, hãng Yamaha này. Ghê không? Chả biết hãng mẹ gì luôn. Chỉ biết là hãng Yamaha thôi. Bánh trước, còn cặp vỏ. Vỏ trước này là mình đã độ lên rồi nha. 80, 90, 17, mình độ lên một size. Lốp zin là 70. Mình độ lên size là 80. Thời gian đi. Quay cá tao vào. 80 à.
Đây là cặp chó này là Michelin. Cho anh em xem đúng Michelin luôn. Đây, logo này. Michelin nha. Michelin này. Pilot Street nha. Cặp chó này mình mua cũng khá là lâu rồi. Xài vẫn rất ok. Đấy, dàn chân trước cũng vậy thôi. À, trên này còn gù tay lái Bambo. Đây, gù tay lái Bambo này. Chẳng biết thằng fake hàng real nữa. Chắc là hàng đấy thôi. Mua mấy chục cặp gù tay lái Bambo. Tay tay lái Spider. Xài cũng lâu rồi nên là nhìn nó như thế này anh em. Chưa có thời gian đi thay được. Rồi. Nắp kính, nắp che kính. Chiếc đèn báo vô bình Riroma. Chả biết đèn đéo hay đèn gì. Xài lắp chơi đấy, Riroma đấy, bình của mình thì yếu anh ạ. Đây. Kính. Kính Riroma luôn nha. Mình có chế thêm bộ xoay. Đấy, Riroma năm cạnh nha. Đấy. Với bộ chế xoay. Đây là mấy cái tem lung tung này, dán cho đẹp. Đấy. Nhìn vào toàn diện chiếc xe này thì anh em có thể thấy được là bộ tem của mình. Bộ tem của mình, đây là bộ tem giờ nhé anh em. Đây là bộ tem giờ mình mua, mình dán vào. Mấy cái logo này cũng mua rời luôn này. Mấy cái này cũng mua rời, logo rời này. Còn bộ tem gốc ở trong là bộ tem nhôm xước. Nhôm xước xanh GP anh em. Bộ tem nhôm xước xanh GP của mình thì mình không in hình gì cả nên mà mình bây giờ là mình mua một bộ tem rồi xong đó mình dán lên. Mình sẽ thích chơi vậy đấy. À đây. Có mấy con ốc titan này. Chả biết titan không nhưng mà lắp vào cho đẹp. Đây. Ốc nè. Đấy. Em thấy không? Giá cũng hàng fake thôi. Nhưng mà mua cũng mẹ đâu 15.000 một con anh em ạ. Đùa đâu. Tháng sau thì mình cũng tay đất sau mình cũng sơn màu như loại xe rồi, sơn chung với nó luôn. Đây. Bộ số gãy cánh chim mà lâu lắm không xài rồi. Lâu lắm không xài nên tháo ra làm gác để chân với lại chống đổ luôn. Bây giờ mình lắp zin, còn để lắp cái này làm chống đổ gác để chân luôn. Ngày xưa có xài nhưng mà ngồi đi đi đường rất chi là mỏi chân. Tại chân mình nó ngồi nó co như thế này anh em ấy. Đi lúc nào chân cũng co thế này này. Em thấy không? Chân lúc nào cũng co thế này này. Nên là đi xa rất chi mỏi chân. Tôi thề với anh em nếu mà tấp 3 thì chắc là ngồi như thế này này. Khó chịu vãi. Nên là thôi, tháo. Để zin ngồi thế này cho nó thoải mái. Thấy không? Thế từ từ anh em, từ từ để tôi giới thiệu thêm một số món đồ. Bô thì bô zin. Hôm trước thì có lắp bô độ nhưng mà đi một thời gian nổ đau đầu quá. Với lại hàng xóm chửi nhiều quá. Đi đâu không biết mình. Thôi. Lắp bô zin vào đi cho nó thoải mái. Được không? Lắp bộ đồ vào chắc là dừng xe 12 giờ đêm dừng xe tắt máy cách nhà 1 km ráp về. Vành sau thì cũng mình cũng sơn vậy thôi, cũng là cặp cũng là cái vành X1 giờ, mình cũng sơn màu xanh titan đấy. Sau là con heo zin nít fin đây.
Rồi vào đây mày. Vỏ sau là Michelin nha anh em. Đây, Michelin này. Hình lên một size, trước lên một size, sau lên một size là 130. Cặp vó này dùng cũng khá là lâu rồi nhưng mà vẫn còn ok lắm anh em. Đây. Thông cảm anh em, thông cảm nhá. Xe dơ quá. Trong này thì mình bỏ cái vứt cái zin đi rồi. Vứt cái chắn xích zin rồi. Mình phải lắp một cái này để che phục ấy. Cái này là che phục Mika nha. Để mua đâu 20-30 ngàn đấy. Tiếp theo qua bên này đi. Ở đây. Bát biển số. Cái này là rè Sonic nha anh em. Rè Sonic. Mình thay rè Sonic rồi. Với lại lắp thêm một cái gọi là cái gì? Ốp biển số titan. Không biết titan thật hay không mà lắp một cái nhìn cũng khá là đẹp. À. Còn đây là cặp xin nhan. Chả biết xin nhan mẹ thì hình như là multi phải. Dùng cũng khá là lâu mà rất ok nha. Đây, cặp xin nhan này. Với cái ốp. Lắp cái này phải có cái ốp này nha. Đấy. Khá là ok. Còn bên này mình một thay một cái chắn xích Racing Boy. Đã là Racing Boy không nhưng mà nó ghi là Racing. Thay khá là lâu rồi. Làm cho chiếc xe đẹp hơn mà nhìn cũng rất là ngầu. Anh em. Phải ngầu nhất phải nói là lắp cái đèn kia vào nhìn nó rất ngầu. Ngầu hơn cái đèn zin rất nhiều ấy. Mất tiền mà. Nhìn rất đẹp. Bên đây vẫn là bộ gãy cánh chim. Đây. All in. Logo All in. Đây, mang cá. Mang cá này lắp lâu lắm rồi đấy. Lắp từ cái thời mà như là mua xe đến giờ. Năm 2016 thì phải. Mang cá. Mang cá Yamaha. Mang cá này nhôm. Nhôm tiện nha. Này nhôm. Còn gì không ta? À đây. Mà thôi, nói cái này trước đi. Đây là chống đổ sườn. Chống đổ này, chống đổ lắp giống như là PKL anh em. Lắp chống đổ giống PKL ấy. Là lắp một cái thanh nào trong vào trong này. Và bây giờ vít ốc ở ngoài này thôi. Phải khoan nếm nha anh em. Phải khoan nếm nha. Này cặp này mua đâu 400-500 ngàn cặp chống đổ thì phải. Mình có lắp thêm hai quả đèn trợ sáng hai bên. Hai quả đèn này hàng fake thôi. Đâu có 500-600 ngàn một cây à. Hàng fake à. Tiếp theo là đây. Có passing nha. Passing này là passing 3S nha. Passing này là nhấn giữ 3 giây thì sáng. Mà nhấn một cái là nó đá đèn đấy. Nhưng mà cái này đèn sáng vẫn đá đèn ok bình thường nha anh em. Nhấn 3 giây tiếp theo là nó sẽ tắt. Giữ 3 giây nó tắt. Cái passing 3 giây này rất lắm mắc anh em ạ. Cái mạch passing 3 giây này rất mắc nha. 250 ấy. Đùa đâu. Mắc thấy mẹ luôn. Đây, quay đây. Đây, dưới đây lại cũng lắp thêm một cái đèn báo vôn nữa. Đấy. Lắp thêm một cái đèn báo vôn nữa. Đây là giá để đổ. Ngày xưa giá để đổ ấy. Ngày xưa lắp từ thời mới mua xe. Còn đây cũng là một cái móc treo đồ. Nhưng mà nhôm nha anh em.
treo đồ bằng nhôm nha anh em. Mình thấy màu xanh rất đẹp, hợp với chiếc xe mình nên mình mua thôi. Đấy. Còn đây, đây là bộ khóa mà mình tâm đắc nhất. Các bạn thấy chứa gì không? Xe của mày. Đây là mình thích viết chữ gì cũng được nha anh em. Đây là bộ khóa này là mình lắp cũng rất là lâu rồi đấy, 2-3 năm rồi. Xài cũng rất là ok. Bộ khóa này thì có chức năng là đây, ba cái nút này nè. Bây giờ anh em quay gần đây cho anh em xem. Ba cái nút này nè. Nút này là khóa cổ nha. Nút này là mở yên. Còn nút này là chuyển chế độ, chuyển chế độ mở khóa ấy. Ví dụ như mình có thể mở bằng remote hoặc mà mở bằng cách nhấn vào đây, kiểu như vậy đấy. Còn nút này thì anh em có thể dùng là nút tắt máy tạm thời chẳng hạn. Ví dụ dừng xe anh em ấn vào đây một cái là nó tắt máy này, nhưng mà đèn trên xe vẫn không mất nha. Đấy. Còn gì không ta? Còn gì không nhỉ? Hết rồi. Còn mà à đây, quay xuống gầm này cho anh em xem. Ôi giời ơi. Này cho anh em xem này. Em thấy chưa? Mình có lắp hai cái đèn xi nhan vào gầm này nhìn cho nó ngầu đấy anh em. Em thấy không? Đấy, thấy không? Sang bên này thấy này, gió này. Đấy, lắp vào gầm này cho nó ngầu. Biết vì sao mình lắp vào đây không? Ngày xưa mình xài mắt cú ấy, nhưng mà sau cái mắt cú là xài một thời gian nó hỏng ấy, mình lấy hai cái xi nhan này, hai cái mắt của cái bộ mắt cú này lắp vào đây luôn, nhìn cũng rất chi là ok, rất chi là đẹp đấy. Xài cũng lâu rồi mà chưa có hỏng không? Đấy, đây, mình có lắp thêm cái cục xi nhan tinh toàn. Quay đây cho anh em nghe này, ghé sát vào đây anh em nghe tinh toàn. Đấy, anh em nghe không? Đấy, khá là hay chứ. Đấy, cục máy. Cho anh em xem cục máy. Cục máy mới đi độ về. Nè. Đây, xem đâu này. Xem cục máy này. Này, anh em xem cục máy này. Mới độ về đấy. Đâu, độ bô nè. Dì xác này, độ bô nè. Rồi, cục máy nè. Ghê không? Cục máy này á là mình độ lên trái 62 tự do nhá anh em. Ghê không? Ghê không? Đây. Ghê không? Đây, quay đây cho anh em xem này. Đấy, 62 tự do nha. Nhưng mà thôi, nói xàm xíu thôi chứ thực chất là máy mình nó còn máy zin nhá anh em. Máy mình nó còn máy zin đấy. Thì hôm nay thì mình review qua cho anh em về chiếc xe của mình. Đấy, lắp những cái món đồ chơi như vậy thôi. Nói chung cũng tốn của mình phải nói là cũng không ít tiền đâu. Nói chung là các bạn có điều kiện không sao, nhưng mà những người mà không có điều kiện như những người như mình thì đó là một số tiền cũng khá là lớn đấy anh em. Cùng với cày cuốc bao lâu thì mới có thể lắp được nấy đồ anh em. Đấy. Thì mình rất muốn là tự lắp những đồ, nên là nhiều khi là cái đồ nào mà mình có thể tự lắp được, tự mua được thì mình có thể mua về mình tự lắp. Đấy, giống như bộ tem này mình cũng ra tự dán này. Đấy. Vành thì mình cũng tự sơn các kiểu. Thôi thì video hôm nay thì mình giới thiệu sơ về chiếc xe của mình thế thôi. Nếu anh em mà xem mà cảm thấy là hay thì hãy cho một like và một chia sẻ và đăng ký cho mình nha. Anh em có gì thắc mắc không hiểu về những cái món đồ trên xe của mình thì có thể comment bên dưới, mình sẽ trả lời nha anh em. Ok, thì mình đến đây thôi. Chào tất cả anh em. Bye bye.